cần tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm, tăng cường tính công khai minh bạch để cải cách hành chính sát cơ sở, sát người dân, phục vụ người dân tốt hơn, làm sao tiếng kêu của người dân, của doanh nghiệp ít đi. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 diễn ra vào chiều nay. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta có 4 cuộc cải cách lớn, đó là cải cách giáo dục, cải cách tiền lương, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. 4 việc khó này chúng ta đã cố gắng triển khai trong suốt 10 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ này. Trong đó, cải cách hành chính liên quan nhiều đến bộ máy, thể chế, đội ngũ, sự nghiệp công, tài chính công, do đó càng phức tạp. Chúng ta tiếp tục duy trì phát huy kết quả đề án 30 để cơ bản hoàn thành đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà giảm đến đạt tỷ lệ đến 95,85%. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, đề án 896, đạt kết quả tích cực, khai trương đi vào vận hành cơ chế cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cái vai trò của chính phủ và chính quyền các cấp đã nâng cao trách nhiệm trước nhân dân, tạo thuận lợi hơn cho nhân dân và doanh nghiệp thông qua cải cách thủ tục hành chính. Và những cái tiến bộ về tạo môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam rất lớn so với trước đây. Trước đây, sản xuất một thanh sô-cô-la phải tốn 13 loại giấy phép. Hiện nay đã cải cách bỏ hết 13 loại giấy phép này, nhưng mà sô-cô-la vẫn sản xuất nhiều hơn, vẫn tốt hơn. Thủ tướng nêu rõ chúng ta cần phải cắt giảm, đơn giản hóa 63% điều kiện kinh doanh, 68% danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Việc triển khai cơ chế một cửa liên thông đã đạt được những kết quả rất tích cực. Việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, giảm thiểu tình trạng chậm muộn, nhũng nhiễu, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,37%. Tuy nhiên, thủ tục hành chính còn rườm rà, tình trạng gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn. Đó là thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn, mà thể hiện đó là gì? Sự chậm trễ đá bóng qua lại các cơ quan là có giảm biên chế thật đúng, nhưng mà tổng quát mà nói thì cái bộ máy của chúng ta trong cả hệ thống còn cồng kềnh, và đi liền với đó là sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước còn lãng phí. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục khắc phục những cái tồn tại bất cập để làm chúng ta có một nền hành chính nó văn minh hiện đại, hướng về người dân, về doanh nghiệp, tạo cái môi trường sống cho người dân, cho doanh nghiệp tốt hơn. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, làm sao việc giải quyết thủ tục của cơ quan nhà nước ít tiếp xúc với người được giải quyết công việc để chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu. Công tác cải cách hành chính phải tiếp tục làm cho đất nước hùng mạnh, người dân, mọi tổ chức có khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.